dạy con thơ có mẹ cha che chở, dạy cho em lễ Phật đi chùa, được yêu thương bên mẹ hiền anh chị, đạo vàng soi xen nở thắm cuộc đời. Và từ đó má nhà láng che chở, dạy cho em mến đạo yêu người, đời tươi vui bên bạn bè huynh trưởng, để từ đây em nở mãi nụ cười. Bây giờ chúng ta học về các vị Việt Nam của chúng ta để chúng ta coi người Việt Nam của chúng ta có những cái điểm đặc biệt như thế nào. Những năm trước chúng tôi ở Thiền viện Trúc Lâm á, thì được học về cái bộ môn Thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng giảng giải. Mà quý vị biết hồi trước chúng tôi học á, Hòa Thượng bắt chúng tôi phải học thuộc lòng. Bắt học thuộc lòng cả bài chứ không phải là học thuộc lòng rồi để đó. Bởi vì sao Hòa Thượng bắt chúng tôi phải học thuộc lòng và cả bài? Là Hòa Thượng nói với mình ở đây là cái gốc Xỉn Dương Thiền Tông Việt Nam. Ở đây Hòa Thượng dạy mà chúng tôi không có học kỹ thì sau này giả sử như có những người hỏi mà mình nói mình không biết thì rất là quê. Vì Hòa Thượng nói ngay cả ông giáo sư Hoàng Như Mai là một nhà học giả, một nhà nghiên cứu hơn. Như vậy mà ông ta phụ hết tất cả những cái bài thơ, bài kệ, bài thi, bài phú, bài văn của các vị thiền sư Việt Nam. Trong khi đó mình là một người tu sĩ Việt Nam, nhất là mình là một người tu theo pháp môn thiền.
Như vậy mà những cái bài của các vị thiền sư Việt Nam chúng ta lại không thuộc, không biết đến. Cho nên Hòa Thượng đưa ra cái vấn đề này bảo chúng tôi phải học thuộc lòng. Vì vậy mà hồi trước tụi tôi ở Thiền viện Trúc Lâm là học rất là kỹ về các vị thiền sư Việt Nam. Nói tới cái bài thơ, bài kệ nào là phải thuộc đến cái bài đó. Nhưng mà với điều kiện là học trả bài không có chấm điểm, chứ không phải là trả bài và chấm điểm nha, chúng ta không có cái vấn đề đó. Thì gần đây chúng tôi chịu trách nhiệm giảng cái bộ môn thiền sư Trung Hoa cho chư tăng ở Thiền viện Thường Chiếu. Vì kỳ rồi chúng tôi có nêu ra một cái vấn đề mà quý thầy phải ngạc nhiên. Quý vị xuống dưới Thiền viện Thường Chiếu á, quý vị đi vô phía trong một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy có hai cái cổng nội viện, có phải vậy đâu? Hai cái cổng nội viện bằng đá rất là uy nghiêm, sừng sững. Thì mỗi một cổng như vậy là có một cặp câu nói. Mà ngặt nổi cái cặp câu nói viết bằng chữ Hán hay nói cách khác là bằng chữ Nho, thì chúng ta nhìn chúng ta chiêm ngưỡng cho vui, cho mắt chơi là thôi. Chứ nếu như chúng ta không bắt biết chữ Hán, không biết chữ Nho thì chúng ta không đọc được. Mà giả sử như chúng ta có đọc được thì chúng ta cũng nhiều khi cũng khó hiểu được cái ý muốn nói điều gì. Nhưng mà bởi vì cái cổng bằng đá muốn cho nó cổ kính một chút xíu, cho nên một lần phải ghi bằng cái chữ Hán. Thì chúng tôi hỏi đại chúng ở đó, có biết cái câu chữ Hán đó xuất xứ từ đâu hay không? Thì hoàn toàn đại chúng ngơ ngác không biết, không ai trả lời được. Thì sau cùng chúng tôi mới nói hai cái câu chữ Hán đó xuất xứ từ ông cư sĩ Tuệ Trục Phượng Sĩ, người Việt Nam của chúng ta. Thì lý do vì sao mà chúng tôi lại biết được hai câu nói đó là do tác phẩm tác giả ông cư sĩ Tuệ Trục Phượng Sĩ. Như vậy tại sao không chọn cái câu nào của các vị thiền sư xuất gia tu hành đắc đạo mà lại chọn cái câu của một ông cư sĩ? Đó là cái vấn đề như vậy, thấy không? Thì rất là may mắn bởi vì chúng tôi trước đó đã từng học với Hòa Thượng thuộc lòng, cho nên nhìn vô mình biết là tác giả là ai liền. Bây giờ chúng tôi có thể nêu cái câu nói này cho quý vị nghe, và để sau này nếu như chúng ta có dịp chúng ta đến, chúng ta hưởng ứng và chúng ta biết được cái ý nghĩa của hai câu đó. Hai câu đó rất là hay. Bây giờ câu thứ nhất nói như thế này: nếu như quý vị đi từ ở chánh điện vô, quý vị đi bên tay phải á, thì cái câu nói thứ nhất gọi là hanh tịnh tâm phi trần phi cấu, kiên cố hanh vô hậu vô tiên. Là sao? Ý muốn nói rằng cái tâm của chúng ta khi mà nó thanh tịnh rồi á, thì nó không có bụi trần, không có cấu bẩn. Mà cái gì gọi là bụi trần, cái gì gọi là cấu bẩn? Là những cái suy tư, những cái vọng niệm, những cái toan tính của chúng ta, đó gọi là trần cấu. Nó làm nhơ nhớp cái tâm của chúng ta. Và nếu như chúng ta lặn hết đi những cái vọng tưởng, những cái tâm phiền, những cái suy tư ở trong lòng của chúng ta, thì đó gọi là thanh tịnh tâm phi trần phi cấu, nó không có bụi nhơ ở trong đó. Chúng ta nhớ rõ cái điều này. Vì cái câu này chúng ta có thể nhớ, chỉ cần nhớ một cái câu này mà chúng ta có thể thuộc và ứng dụng để tu, rất là hay. Một người cư sĩ Việt Nam của chúng ta khi ngộ đạo rồi, nói lên một cái câu nào là điều là chân lý câu đó. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ chúng ta ra trong cuộc đời này, không bị biết hết, cái tâm của chúng ta hoàn toàn trong sạch. Nhưng mà quý vị biết, khi chúng ta lớn lên cuộc đời này, nó làm cho chúng ta bị ô uế, phải không? Cái gì làm cho chúng ta ô uế? Tiền bạc, danh phận, địa vị, nhà cửa, sự nghiệp, những cái thứ ấy nó làm cho tâm mình nó ô uế đi. Còn nếu như mình kiểm lại cái lúc mà mình mới lọt lòng cha mẹ, những cái thứ đó nó không có trong lòng của chúng ta. Nó rõ ràng là như vậy. Có một nhà sư, ông ta lên pháp tòa, ông ta giảng về cái đề tài nói về tình yêu. Quý vị biết ông giảng suốt một buổi giảng chỉ xoáy vào cái vấn đề gọi là tình yêu. Sau cái buổi giảng đó xong rồi, có một chàng trai thanh niên đứng lên hỏi: thưa thầy, thầy đi tu thầy chưa có yêu, tại sao thầy lại biết yêu là khổ? Ông này nói cũng có lý, hỏi cũng có lý chứ. Đó là thầy đi tu thầy chưa có yêu, nhưng mà tại sao thầy lại biết yêu là khổ mà thầy bảo tụi con đừng có yêu? Thì nhà sư liền trả lời: để một ngày nào đó
ta sẽ nói với con biết rằng là lý do vì sao ta đi tu. Thì vậy câu nói đã đặt ra lời cho vị người hỏi đó rồi. Quý vị thấy không? Bởi vì chắc có lẽ là ông thầy này ông đã từng nếm mùi rồi. Phải vậy không? Rõ ràng là vậy. Ông đã nếm mùi rồi, ông mới biết chứ. Nếu như ông không nếm mùi làm sao ông biết được? Thì rõ ràng. Quý vị thấy những cái thứ đó lúc mà chúng ta mới lọt lòng cha mẹ nó không có. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta vướng vô rồi đó, cái gì nó làm cho mình phiền tốn quá. Nó làm cho mình rách rối quá. Đó là một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Như vậy mà quý vị thấy khi mà chúng ta đã vướng vô rồi, nhiều khi tháo gỡ mà tháo gỡ không ra. Nó có những cái trường hợp đó. Có những người quý vị thấy là chạy vô túc trong chùa coi như là trốn rồi đó. Như vậy mà có những cái trường hợp mà cái người này còn phải bị điên đảo. Chúng tôi nói điều này là bởi vì chúng tôi đã từng chứng kiến và thấy rất là nhiều. Có anh chàng đó, anh ta đau khổ về cái tình yêu cho nên anh ta trốn ở trong chùa anh ta tu. Như vậy mà cái người yêu cứ đeo đuổi, cứ chạy theo anh ta hoài. Mà cái gì biết á, bao nhiêu cái điện thoại anh ta dục, anh ta bỏ hết. Và anh ta không còn một cái liên lạc gì nữa. Mà người ấy cứ đi tìm, đi tra, đi điều, đi hỏi. Cái gì thấy nó rất là rắc rối. Khi mà chúng ta vướng vô một cái trường hợp nào rồi thì chúng ta thấy nó bị khổ và bị chi phối chúng ta. Thì có một nhà sư á, ông ta thấy cuộc đời này nó ngao ngán, nó mệt mỏi quá. Ông ta bỏ hết tất cả công danh địa vị trong xã hội, vô trong rừng trong núi tu. Một ngày nọ gặp một ông bạn. Ông bạn tìm thấy được người bạn thân của mình. Mới hỏi tại sao lăng tướng ngu quá vậy. Hỏi sao ngu? Cuộc đời này địa vị danh vọng, cuộc đời này đầy đủ hết tất cả cái hưởng thụ mà sao không ở mà hưởng. Lý nhiên sao lại vô rừng chúng tôi mà ẩn thức tu hành? Thì vị thiền sư liền trả lời: ta điên nhưng mà tỉnh, còn các ông tỉnh nhưng mà là điên. Bởi vì sao? Ông nói ta điên nhưng mà là tỉnh, điên với những cái của thế gian, không muốn hưởng thụ những cái thế gian. Bây giờ quý vị thấy để thực tiễn là cuộc đời này chúng ta khao khát, chúng ta đeo đuổi, chúng ta tìm những cái mà để hưởng thụ được. Khi mà chúng ta hưởng được, quý vị thấy nó cũng đã mệt mỏi lắm rồi, và nhiều khi cũng bận rộn nữa. Đó là cái điều mà quý vị thấy từng trải là sẽ hiểu được cái vấn đề này. Cho nên trong nhà thiền có cái câu chuyện ngụ ngôn nói về hai cái con ngựa. Một hôm con ngựa mà được nuôi ở nhà, sẵn chuồng đi chơi, vô tình gặp một cái con ngựa ở trong rừng. Thì cái con ngựa mà được chủ nuôi mới đến tâm sự với con ngựa trong rừng như thế này: tại sao anh lại gầy thế? Nó theo dòng miền Bắc thế nào? Bởi vì chúng tôi đi ở miền Bắc phải đọc hai cái chữ thế chứ không có đọc theo. Mà nó lâu phải nhớ, hãy nhớ nói cái gì hay nói thế chứ không nói được nó vậy. Người ta không hiểu. Cái ông thầy ông hỏi chiều, ông hỏi tôi có cái bóp chưa? Chúng tôi hỏi cái bóp nó cái gì? Ở trong miền Nam mình không biết cái bóp là cái gì hết. Đối với gì biết cái bóp là cái gì? Cái gì có sống cái miền Bắc là gì biết ha? Anh này nói tại sao bác gầy thế? Thì cái anh kia thì nói với tôi ở rừng, ở núi mà làm sao mà mập mạp được như bác được. Thì cái anh ngựa nhà anh mới nói thôi bác đi theo tôi về đi. Nhà tôi là đầy đủ phương tiện, là ngủ ở trong cái chỗ không có mưa nắng, rồi được chủ trưng chiều, rồi được săn sóc tử tế, cỏ nó đầy đủ hết trơn, không thiếu bất cứ một cái gì. Thì sau khi mà nghe anh ngựa nhà ảnh trình bày và ảnh khoe những cái sung sướng như vậy đó, thì anh ngựa rừng nói cảm ơn bác ha. Bác có cái lòng tốt đối với tôi như vậy tôi rất là cảm ơn, nhưng mà xin thưa với bác đó nha, bác được người ta săn sóc, được người ta cưng chiều, được người ta cho ăn uống đầy đủ, nhưng rồi cuối cùng bác phải làm gì? Bác phải kéo xe cho người ta. Bác mà lời biếng là bị người ta mắng, phải vậy không? Rồi bị người ta đánh đập. Rồi cuối cuộc đời của bác, người ta ưng thì người ta nuôi suốt cả cuộc đời,
Còn nếu như người ta không ưng thì sao? Thì người ta cho lô lọt thịt. Thì như vậy, dường như những cái gì mà bác nói với tôi là những cái tốt không, nhưng mà cuối cùng cái thảm họa nó sẽ ở sau lưng bác, bác không hay. Còn riêng tôi á, mặc dù tôi ở trong rừng, tôi không được người cưng chiều, tôi không được người săn sóc, tôi không có những cái thức ăn ngon giống như bác, nhưng mà tôi được tự tại, tôi muốn đi đâu thì đi, tôi tự do, không ai ràng buộc tôi, và tôi không có những cái thảm họa giống như bác. Đó là một cái câu chuyện ngộ ngôn ở trong nhạc thiền. Ý muốn nói điều gì? Ý muốn nói là khi chúng ta có được những cái danh, cái lợi, cái địa vị, cái gì mà chúng ta thèm thuồng mà chúng ta có được, thấy dường như là hạnh phúc, nhưng mà cái thảm họa nó cũng đang chờ ở sau lưng của chúng ta. Quý vị để ý cái điều này. Chúng ta có tiền của nhiều quá thì cũng có chừng có người dèm pha, rồi cũng có người tranh giành, rồi cũng có những người tập đố. Ví dụ vậy, nó đẹp, ví dụ mình đẹp hơn người ta cũng có người ganh không, rồi mình giỏi hơn người ta cũng có người ganh, rồi mình giàu hơn người ta cũng có người ganh. Đó, quý vị thấy rõ ràng. Cái điều này thì các vị thiền sư nói, tôi mặc dù điên nhưng mà là tỉnh. Bởi vì ở trong rừng trong núi không ai tranh những cái thứ đó hết. Có cái gì đâu mà tranh. Quý vị thấy thiền sư Ô Sào sau khi ngộ đạo xong rồi ở đâu? Ông ở trên cây, ở trên cội cây, không có nhà cửa gì cả. Thì ông bạch cư gì ông đi ngang qua đó. Hòa thượng ở gì mà đánh mắt quá vậy? Nó chừng té chết. Thì thiền sư Ô Sào liền trả lời, tuy nhiên như thế cái chỗ của tôi ở còn vững chắc hơn cái chỗ của quan lớn. Nghe một cái câu nói hết sức là bình thường, nhưng mà quý vị thấy có lý không? Rất là có lý. Thì ông bạch cư gì ông nói tại sao hòa thượng lại nói vậy? Thì lúc đó thiền sư Ô Sào có phân tích cho ông bạch cư gì nghe. Tôi ở trên cái cỏ cây này không người tranh giành, không người lật đổ. Lật đổ nó hạnh phúc như vậy, không ai tranh giành. Cái chỗ đó là không người tranh giành, không ai lật đổ hết. Còn cái ghế của quan lớn á, thấy dường như nó là hạnh phúc, thấy như là sang trọng, nhưng mà sẽ có người đứng sau lưng sẵn sàng lật đổ hết cái ghế của quan lớn. Chính từ cái câu nói này mà ông cư đặt cư vị bái phục thiền sư Ô Sào làm thầy. Quý vị đã thấy rõ cái điều đó. Cho nên chúng ta không làm sao đừng để những cái tâm niệm danh lợi địa vị mà nó lọt vào ở trong tâm của chúng ta. Khi nó lọt vào trong tâm của chúng ta rồi, đó gọi là trần cấu. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ như thế này. Tại sao một cái khúc gỗ mà nó trôi ở trên dòng sông, nó không ra được khỏi cái dòng sông đó, nó đi tới biển, lý do vì sao? Là bởi vì cái dòng nước nó đẩy cái khúc gỗ này, nó bị tấp vào hai bên bờ, nó vướng vào hai bên bờ, cho nên khúc gỗ này nó không đi ra tới biển được. Nếu như cái khúc gỗ này nó trôi ở trên dòng sông mà nó không bị tấp bên bờ này, không bị tấp bên bờ kia, thì nó sẽ trôi ra tới biển. Thì Đức Phật đưa cái ví dụ này, Đức Phật nói cái khúc gỗ đó là ví dụ cho những người tu hành của chúng ta. Mà cái dòng sông đó là cái dòng sông gì? Cái dòng sông sinh tử. Chúng ta từ cái dòng sông sinh tử mà chúng ta phải làm sao? Chúng ta vượt qua khỏi cái dòng sông sinh tử này. Muốn vượt qua khỏi cái dòng sông sinh tử này thì chúng ta không bị kẹt bên bờ này, không kẹt bên bờ kia. Bờ này là gì? Hai bên bờ đó là bờ danh, bờ lợi. Danh lợi là những cái mà nó cột trói chúng ta và không cho chúng ta thoát ra khỏi biển được. Đó gọi là trần và cấu. Trần là bụi, cấu là ô uế. Cái gì là bụi bặm, cái gì là ô uế? Đó là cái gì thấy nào? Chúng ta nếu như mà mình bị dơ một hai ngày, chúng ta có thể tắm rửa cho nó sạch. Nhưng mà khi cái tâm của chúng ta nó dơ rồi, chúng ta có thể tắm rửa cho nó sạch được hay không? Nước ở trên thế gian này không thể nào tắm rửa được, không thể nào tẩy rửa được cho cái tâm của chúng ta sạch được. Chỉ có cái gì mới tẩy rửa được cái tâm của chúng ta? Chỉ có Phật Pháp mới tẩy rửa được cái tâm của chúng ta. Phật Pháp có cái khả năng tẩy rửa được cái bụi nhơ trần cấu cái tâm của chúng ta. Thì muốn như vậy chúng ta phải không bị mắc kẹt bờ này, không bị mắc kẹt bờ kia. Đó gọi là thanh tịnh tâm, phi trần phi cấu. Rồi quý vị thấy nè, người sống ở trên thế gian này, quý vị thấy có ai mà không bị trần, không bị cấu không? Quý vị đi điều tra khắp tất cả mọi người ở trên thế gian này, chúng ta thấy ai cũng bị vướng vào cái bụi trần bụi cấu này. Người nghèo khổ bị vướng, mình đã bàn
mà ngay cả những người sang trọng giàu có, những người mà có thể là quý nhất ở trên cuộc đời này cũng đã bị những cái thứ ấy nó chi phối. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để cho mình vướng vào cái bụi trần cáo đó? Thì bây giờ chúng ta phải biết cách ứng dụng tâm, ứng dụng công phu tu hành, thì chỉ có cái cách đó mới tẩy sạch được những cái bụi trần cáo trong tâm của chúng ta. Thì đó là cái câu mà chúng ta cần phải nên học của ông Tại Trung Thượng Sĩ. Nói cái tâm của mình vốn nó không có trần, không có cấu, nhưng mà bởi vì mình bị ngũ dục trong cuộc đời này nó chi phối, bị danh lợi nó cám dỗ mình, cho nên cuối cùng rồi làm cho cái tâm của mình nó ô uế trần cấu. Đó là cái câu thứ nhất. Còn cái câu thứ hai nói là kiên cố thanh vô hậu vô tiên là sao? Cái thanh của chúng ta đây gọi là thanh gì? Thanh mình không thể gọi là kiên cố thanh được, bởi vì nếu như kiên cố đó, thì phải vững chắc mãi mãi. Đằng này chúng ta xét ra thì chúng ta thấy nó không vững chắc mãi mãi được. Nay nó đau, mai nó bệnh. Rồi chỉ cần cái gì thấy mình đi, mình chấp một cục đá là tự nhiên là mình bị chảy máu rồi à, nó vỡ rệt, không có cái gì gọi là kiên cố. Nhưng mà ở đây á, ông Tịnh Trung Thượng Sĩ muốn nói kiên cố thanh là cái thanh nào được gọi là kiên cố? Đó gọi là pháp thanh à, pháp thanh là cái thanh không có cái gì phá hoại nó được, không thể dùng búa tạ đập nó được à, là không thể dùng bất cứ một cái loại xiềng xích nào mà gông cùm siết chặt nó được à. Nên mình có ý muốn nói rằng là tất cả những cái thứ sự vật ở trên thế gian này không thể chi phối được cái kiên cố thanh à. Thì cái kiên cố thanh này á, nó không có trước, không có sau, có nghĩa là nó không có bị vướng mắc, bị mắc cái hai bên, đó gọi là kiên cố thanh. Thì như vậy hai cái câu, một bên nói á, là thanh tịnh tâm, còn một bên nói là kiên cố thanh. Đây là một cái câu nói hết sức là gọi là chính và chính xác. Một bên nói là tâm thanh tịnh thì không có trần, không có cấu, còn một bên nói rằng là cái kiên cố thanh á, thì nó không có trước, không có sau. Bởi vì cái thanh của mình nó có trước có sau, lý do gì sao? Hôm nay nó trẻ nhưng mà ngày mai nó già à, đó có trước có sau. Hôm nay nó trẻ, nó đẹp, nó khỏe, ngày mai nó già, nó mệt, nó yếu. Nó rõ ràng là vậy. Khi nào trẻ, khỏe, đẹp thì mình hạnh diện, nhưng mà khi nào mình già, mình yếu, mình mệt thì sao? Nó sẽ bị thối bồ đề tâm khi mình tu hành. Chẳng hạn như vậy, ví dụ mình đang tu mà mình bệnh hoạn nha, mình không tu nổi nữa. Nó rõ ràng là như vậy. Thì vậy cái thanh này là cái thanh chi phối bởi sinh diệt và vô thường. Còn cái pháp thanh á, thì nó không chi phối bởi sinh diệt và vô thường. Cái đó được gọi là kiên cố thanh. Vì là sao? Chúng ta thấy là ông Tịnh Trung Thượng Sĩ là một cái con người cũng giống như chúng ta mà thôi. Ông cũng có gia đình, cũng có vợ, cũng có con, cũng có bao nhiêu sự nghiệp giống như chúng ta không khác. Như vậy mà tại sao ông tu ngộ đạo được và ông nói được những cái điều hết sức là chân lý? Còn trong cái đó chúng ta cũng giống như ông Tể Trung Sĩ mà chúng ta không sống, không nhìn, không thấy được giống như ông ta, là bởi vì chúng ta không có tu ngộ được giống như ông Tể Trung Thượng Sĩ. Nếu như chúng ta ngộ được như ông Tể Trung Thượng Sĩ thì chúng ta cũng sống được với ông. Thì rõ ràng quý vị thấy là người ta định nghĩa cái danh từ á, xuất gia nó có mấy nghĩa? Xuất gia nó có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tâm giới gia. Bây giờ nếu như chúng ta chưa xuất được thế tục gia, có nghĩa là chúng ta chưa từ bỏ cha mẹ, chưa từ bỏ cái gia đình, cái ngôi nhà mình ở đó vô trong chùa tu, thì bây giờ chúng ta có quyền xuất phiền não gia. Đó ràng chúng ta đâu phải bắt chước tất cả những người vô trong chùa tu, bây giờ chúng ta cũng có thể bắt chước được ông Tể Trung Thượng Sĩ xuất phiền não gia. Cái xuất phiền não gia này á, quý vị thấy đó, nó đơn giản lắm, nó không khó. Chúng ta không cần phải cạo tóc, không cần phải thọ giới, không cần phải quy y, không cần bất cứ một cái điều, một cái lễ nào cả. Mà chỉ cần chúng ta nhìn thấy một cách bằng trí tuệ thì gọi là ra khỏi nhập phiền não. Đây là một cái điều hết sức là đơn giản thôi, có thể áp dụng cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, không câu thúc một cái đối tượng nào cả. Mà với điều kiện là chúng ta phải nhìn bằng con mắt trí tuệ. Nếu như chúng ta không nhìn bằng được con mắt trí tuệ, dù cho chúng ta có bao nhiêu học vấn, chúng ta có bao nhiêu kiến thức, chúng ta vẫn bị phiền não như thường. Hay là bây giờ chúng ta xuất gia vô trong chùa chúng ta ở, mà bây giờ chúng ta không nhìn được bằng cái cặp mắt trí tuệ thì chúng ta vẫn bị phiền não chi phối. Ví dụ như thế này, chúng tôi thấy có những cái trường hợp thì có người mới vừa vô trong nhà vệ sinh, giải quyết cái vấn đề sinh tử gì đó mà không biết, ta chừng giải quyết xong rồi mở cửa ra được, tự nhiên ở ngoài có ai khác cửa gà chốt đi, để trong đó cửa rủa cũng trùng cho đất hết, tại sao nhốt tôi trong đây? Thấy không? Thì bây giờ mình phải nhìn bằng trí tuệ là mình như thế nào,
lúc mình lên trên thiền đường thì mình ngồi thiền rất là thanh tịnh. Bây giờ lỡ như người ta nhốt ở trong nhà vệ sinh thì mình phải quán chiếu bất khó bất tịnh, mình đang ngồi trong đó giống như là ngồi trên thiền đường, thì tự nhiên nó hóa giải cái phiền não. Cái gì thấy được không? Nói gợt gạt chơi cho vui, chứ thật sự đó nó cũng phiền não. Nhưng mà nếu như chúng ta hóa giải được cái phiền não đó là chúng ta nhìn về mặt trí tuệ, thì thôi đó là cái cơ hội, ta nhốt mình trong nhà vệ sinh đó là cái cơ hội tốt để mình ngồi thiền tiếp tục. Có cái trường hợp này, bởi vì hôm trước thì chúng tôi đã thấy rồi, cái tự nhiên cái người đó bị nhốt phiền não quá, không biết sao mà kêu ơi hỏi gì không ai mở trên, cuối cùng rồi là dùng vũ khí lấy cái ống một cái sập cửa luôn. Cái gì cái đấy đó, nó là làm sao mình giờ nếu mình không đủ trí tuệ thì không phá giải nổi cái phiền não này. Rồi mới vậy nghĩ là tức không, cái bộ đồ mình hơi là lẽ đã chiều là mình lấy vô để mình tắm mình thay, cái đằng này người không có kiến thức, không có hiểu biết gì hết trơn á, giặt cái bộ đồ ướt hơi chồng lên cái bộ đồ của mình, cái gì nó có hai ba dây xào dây dưới dây trên nè, không kiến thức cái bộ đồ người ta hơi sắp khô rồi, bây giờ đem hơi cái bộ đồ ướt ở trên nó nhiễu nước xuống, rồi mình ra mình lặn mình thấy cái bộ đồ mình ướt thì tự nhiên phiền não nó nổi vậy, thì đó là cái mà quý vị thấy nhiều khi mà nó trong chùa mà nó chưa quá giải được cái vấn đề này. Bây giờ chúng ta phải làm sao hóa giải được cái vấn đề này đấy, khi thấy cái bộ đồ mình nó ướt. Đó là cái vấn đề đó rất khó giải ha. Bây giờ chúng ta phải biết cách. Thì bây giờ mình thôi mình cứ nghĩ như thế này. Bây giờ nếu như chúng ta chưa có đồ tắm thì thôi chúng ta ngán lại chút xíu nữa. Thì để chờ nó khô rồi mình tắm cũng không có muộn. Có cái gì đâu mà mình phải tập rồi mình phiền, rồi mình bực bội, rồi mình tức tối, rồi mình sân si lên. Đó, cái gì thấy có những cái chuyện rất là đơn giản mà nhiều khi chúng ta hóa giải không nổi. Chúng tôi thấy có những cái trường hợp mà nhiều khi mà nói thì nó hơi bị xúc phạm, nhưng mà trên thực tế thì nó rất là rõ ràng. Nó rõ ràng sao? Cái gì nghĩ ra, ví dụ có một thầy lớn đang ngồi ăn cơm, tự nhiên có cái chuyện gì đó, ông đứng dậy. Ông đứng dậy biết sao? Thì tự nhiên ở phía sau có ông chú tiểu, ông rút cái ghế ông ngồi đi. Ông rút cái ghế ông ngồi là có chuyện ông thầy lớn, ông ngồi xuống, không có cái ghế thì tự nhiên nó chẳng rộng. Thì quý vị biết cái lúc đó phải làm sao? Còn bình tĩnh được hay không? Hay là nổi cồn, nổi cáo nữa? Thì quý vị biết lúc đó nó kẹp rất là nhỏ, nó vỗ đầu. Nó tao thương mình quá, tao thương mình quá. Mà vỗ lên đầu bóp bóp vậy đó. Thương kiểu nó chắc chết cái đầu của người ta. Nó giận quá đi. Trời ơi, cái ghế người ta ngồi, rút ngồi, nó nói gì trên. Cái gì thấy đó gọi là chưa ra được phiền não. Cái gì chưa thấy cái cảnh này, chúng tôi thấy rồi. Vỗ lên đầu bóp bóp vậy, tao thương mày quá, tao thương mày quá. Vừa thương mà nghiến răng á. Thương một cái coi nó muốn đau tim luôn vậy đó. Phiền não lên, cái gì thấy cái phiền não nó ngộ lắm nha. Bình thường vậy mình không có, nhưng mà biết nó sẽ có bất cứ lúc nào, nó lạ rồi như vậy đó. Nên ví dụ thấy là mình sống, ví dụ mình ở nhà một mình á, thì thôi mình không chú ý cái vấn đề này. Nhưng mà thử hỏi, giả sử như là chúng ta ở trong một cái tập thể mà ngày nào chúng ta cũng lòi bắt cái phiền não này ra thì sao? Thì người ta sẽ đánh giá là con này tôi dở, tại sao cứ sân si, cứ bực bội, cứ la nói trong sùm hoài vậy. Vì vậy quý vị thấy nội cái chuyện mà quá giải cái phiền não này không, nó sẽ cả một cái vấn đề rồi. Huống chi mà nói những cái chuyện thiền định gì cao siêu hơn nữa. Quý vị thấy nhiều khi mình ngồi thiền ở trong ở trong thiền đường và cái chỗ thanh tịnh á, thì mình dường như mình thấy cái tâm của mình nó yên ổn lắm. Nhưng mà khi mình xả thiền xuất định rồi á, đâu phải cách như cái lúc mà mình ngồi thiền nhập định đâu. Lúc mình xả thiền rồi mình phải đi hoạt động, mình phải tiếp xúc với người này, mình phải làm việc nọ. Tất cả mọi cái công việc nó không bao giờ giống như cái ý mình tưởng. Khi chúng ta nghĩ một việc á, quý vị, khi mà chúng ta nghĩ là một cái việc gì, chúng ta đừng bao giờ nghĩ như cái ý của mình cũng. Ví dụ như bây giờ quý vị tổ chức một cái chuyến đi đâu đó. Quý vị tổ chức một chuyến đi đâu đó mà trong số những người đi mình mấy chục người. Bây giờ mình cứ nghĩ là cái chuyến đi này là cái đi chùa, đi tu, đi học đạo vân vân. Là chắc có lẽ là chiếc đi chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ có được nhiều kết quả trong cái vấn đề tu hành.
Nhưng mà trong cái vấn đề mà tổ chức đi như vậy, nó có khi có những chuyện mà nó phiền bão nó xảy ra. Ví dụ như bây giờ tới chơi cái giờ phải đi hết trơn rồi, còn có người đi chơi đâu đó không chịu lên xe thì bây giờ phải làm sao? Phải chờ người này, mà không chờ người này thì tự nhiên nó đang bỏ người ta. Mà chờ người này nó phiền não quá, chờ đi làm sao chịu cho nổi. Cái người gì đi mà không theo đoàn, mà cứ tấp ra đi riêng, rồi cuối cùng phải 100 người phải chờ người. À, thì tự nhiên cái phiền não nó sẽ xuất hiện. Như hôm nào chúng tôi nghe kể, có cái đoàn nào đi ở miền Bắc, hôm dỗ tổ vô Trần Nhân Tông, thì cái bà Phật tử này không biết làm sao, bà mới xin vô cái nhà của cái người đó không quen biết gì đâu, mà nhà có ai có đứa nít à. Con đứa nít thì nó cũng không biết gì, thì bà mới xin vô nhà vệ sinh. À, thì tới chừng cha mẹ đứa bé đó đi đâu đó về không biết, cái không biết bà này đi vô nhà vệ sinh, thấy đứa con nhỏ con mình rồi thôi, bà mới dắt đứa con đi đến nhà trẻ mà phá cửa lại đi. À, thì cái bà này đi vô nhà vệ sinh xong rồi bị phá cửa, cửa trong cửa ngoài bị phá không có ra được. Và bây giờ ở nhà người ta quá lạ đi, chìa khóa đâu mà đi ra. Và mới dự biết cả một cái đoàn người ta cả trăm người không biết bà này mất tích ở đâu, mà lúc đó không có số điện thoại để gọi bà nữa. Mà kiếm được bà rồi, nó cả một cái đoàn phiền não ơi là phiền não, bị nhốt ở trong cái ngôi nhà đó. À, như vậy chúng ta sẽ thấy có những cái chuyện phiền não nó sẽ xuất hiện, nó xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày. À, thì chúng ta khi mà gặp phải những cái chuyện như vậy đó, thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ, chúng ta phải nhìn bằng cái thấy Phật pháp. Nếu chúng ta không nhìn bằng trí tuệ, không nhìn bằng cái thấy Phật pháp, rồi thì sao chúng ta sẽ nói như thế nào? Đừng có cho cái người đó đi tu nữa, đừng có cho cái người đó đi chung cái đoàn của mình nữa. Thì vậy cái gì thấy càng tu nó càng sàng xảy ra những cái chuyện phiền não. Thì như vậy chúng tôi muốn nói cái vấn đề xuất gia này, có cái sức phiền não gia này rất là quan trọng. Ông cư sĩ tệ trung thượng sĩ ở tại gia mà không có thể làm cái hạnh của người xuất gia. Vì vậy chúng ta chưa ra được khỏi cái ngôi nhà thế tục của chúng ta có thể xuất gia ra khỏi cái nhà phiền não. Vì vậy cái chuyện giải thoát á, theo cái văn nghiệm ngày xưa là phải bỏ hết tất cả ngũ dục, bỏ hết tất cả những cái gì có ở trên thế gian này để tìm một cái nơi nào đó không dưới mắt. Ha. Nhưng mà đối với cái quan niệm, cái tinh thần của Đại Thừa thì không nghĩ như vậy. Ở cái chỗ đang phiền tối, ở cái chỗ đang rối rắm, đang cái chỗ dính mắt, thì mình phải hóa giải cái phiền não, cái dính mắt. Vì vậy, cái cách này nó rất là phù hợp với tất cả mọi người. Ở đâu chúng ta cũng có thể gọi là xuất gia, ở đâu cũng có thể là đạo tràng, và ở đâu cũng có thể là tịnh độ, ở đâu cũng có thể gọi là niết bàn. Vì vậy, tóm lại, ở trong hai câu này,